Chào các bạn. Trong phần này tôi hướng dẫn các bạn vẽ một cầu thang tròn. Còn đây là cầu thang hai vế. Bài này tôi đã hướng dẫn rồi. Tôi làm cầu thang tròn như sau. Trước tiên, tôi vẽ một khối bóc từ mặt top. Tôi để kích thước của nó như sau. 3/50 nhân độ rộng của cầu thang tôi để 1050. Chiều cao tôi để 50. Vì đây là cầu thang, các bạn có thể coi đây là một cái cầu thang bằng sắt hoặc là nó là bằng các cái tấm bê tông mỏng thì tôi để khoảng 50 thôi. Đây được coi là một bậc. Còn kích thước các bạn có thể thay đổi. Sau đó tôi sẽ dùng công cụ là LD. Tôi dùng công cụ LD 2 x 2 x 2. Sau đây tôi chọn Control Point này. Tôi thu nhỏ một đầu lại bằng công cụ Scale. Tôi thu nhỏ lại giá trị khoảng 50%. Sau đó thì tôi sẽ dùng một hình trụ cylinder. Kích thước của nó sẽ khoảng 60 70 đi. Nhân với cả độ cao của một cái tầng nhà tôi sẽ để là 3200. Nhưng mà với cầu thang xoắn thì phía trên này muốn làm một cái trụ nữa thì tôi sẽ cộng thêm cái chiều cao của cái trụ này lên là 900. Tôi sẽ cộng thêm, nó sẽ thành 4100. Ok. Sau đó thì tôi sẽ di chuyển cái bậc thang này vào cái tâm này. Tôi sẽ chọn là trục X. Tôi chọn giá trị min center. Đây. Nó sẽ làm kiểu như thế này. Căn cả trục Y nữa, center. Ok. Bước tiếp theo. Tôi cần đưa cho cái bậc thang này nó chạy quanh cái trục này. Trước tiên tôi đưa cái tâm pivot của cái bậc thang vào tâm của cái trụ. Làm sao chọn affect pivot trong phần hierarchy này. Affect pivot only này. Tôi sẽ dùng công cụ align để align cái tâm pivot của nó chạy vào đây. Trong phần này tôi sẽ chọn hai trục X và Y. Chọn pivot center, pivot ok. Hoặc pivot center cũng được. Tôi thoát nó đi. Sau đó tôi sẽ cho nó chạy quanh đây như sau. Tôi vào menu tool, tôi chọn công cụ array. Ở đây các bạn có thể reset lại thông số, các bạn làm như sau. Đầu tiên tôi chọn chế độ copy này, số lượng tôi để khoảng 19 bậc đi. Sau đó thì tôi sử dụng hai cái quy luật một lúc. Tôi sẽ để 19 bậc, count là số lượng bậc này. Tiếp theo quan sát vào đối tượng là cái bậc thang cần chạy quanh trục. Thì các bạn thấy cái bậc thang này khi mà chạy quanh trục thì nó sẽ dịch chuyển lên theo độ cao của cái trụ này, chính là một cái tầng nhà. Thì các bạn quan sát đây sẽ là trục Z này, tôi nhập thông số trục Z. Thì với 19 bậc thang, mình không biết là nó sẽ 3/2 chia cho 19 nó thành bao nhiêu. Vì vậy mình khó có thể nhập vào đây, các bạn sẽ chọn sang phần công cụ Move này, dịch chuyển. Dùng mũi tên này kéo sang bên này. Tôi nhập độ cao của một tầng là 3/2. Ok. Chuyển xuống phần rotate là xoay khi mà nó dịch chuyển lên. Nếu bạn chỉ dùng công cụ dịch chuyển thì nó sẽ chỉ dịch chuyển thẳng lên, nó không sẽ không thành cái bậc thang xoắn của mình. Tôi dùng cả dòng rotate, tôi chuyển sang. Ví dụ thang mình tôi sẽ làm quay quanh một vòng, tôi sẽ để 360 độ. Ok, 360 độ thể thao đúng không? Sau đây các bạn chọn ok. Bạn sẽ có một cái thang nó quấn quanh cái trụ như thế này. Sau đó thì ở đây các bạn quan sát này sẽ thấy cái bậc thang của mình nó phải dịch trên lên trên một khoảng. Để tôi sẽ chọn tất cả bậc thang. Tôi sẽ dịch chuyển lên. Dùng F12 tôi dịch chuyển lên một khoảng là 160 theo trục Z. Ok. Để cho cái bậc thang này nó không bị trệt xuống cái sàn nhà vừa dưới của mình. Thì các bạn sẽ thấy là cái trụ này sẽ còn thừa một khoảng. Từ đây lên sẽ là 900. Vì cái trụ này tôi để thông số là 4m1, 4100. Nhưng mà cái thang của mình chỉ
lên đến 3.200 thôi thì nó còn 900. Thì sau cái trụ này các bạn có thể làm lan can nối liền vào nó hoặc là bất kể một cái gì. Đây là cái thang xoắn. Bây giờ tôi muốn làm lan can cho cái thang này, tôi làm như sau. Tôi về mặt bằng này. Về bằng thì bạn thấy nó sẽ như thế. Tôi vẽ một đối tượng bằng đường line. Đó là hình helix. Helix là một hình nó có dạng như là một cái đường xoắn ốc chạy từ dưới lên trên. Các bạn xếp thông số cho nó vừa với cái thang này. Thông số độ, đây là bán kính này. Thì ban nãy tôi sẽ ban nãy tôi vẽ cái bậc thang này, tôi để kích thước của nó từ đây ra sẽ là 1m05. Bây giờ tôi sẽ để cái bán kính này 1m. Ok. Bán kính 1, bán kính 2. Chiều cao của nó sẽ là 3200. Tiếp. Tôi sẽ đảo chiều của nó ở phần này cho nó xoắn đúng chiều với cái bậc thang của mình. Bây giờ tôi align vào trong này, các bạn sẽ thấy nó nằm vừa trọn trong này luôn. Tôi dịch chuyển lên 160. Đây sẽ nằm giữa các cái bậc như này. Bây giờ nếu mà các bạn muốn lan can của mình cao 190 à 900. Rồi chuyển đến 900 tiếp. Sẽ có độ cao như thế này. Bây giờ tôi muốn có các con tiện ở đây thì tôi sẽ làm như sau, hoặc các bạn muốn nó là các cái đường dẫn lên trên thì các bạn đơn giản các bạn sẽ copy cái đường dẫn này xuống này, copy đường xoắn này xuống thành số lượng đường mà theo các bạn theo 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 cái thiết kế của bạn. Ví dụ như thế, sau đó các bạn có thể dùng rendering, chọn chế độ radiant radian này để đặt cái kích thước của nó và độ tròn của nó này. Ví dụ như vậy, cái đường trên này có lẽ làm to hơn một chút. Ví dụ tôi sẽ để khoảng 80. Ví dụ như vậy. Thì bạn có một cái cầu thang như này. Còn nếu tôi muốn dùng cái con tiện, tôi sẽ xóa cái này đi. Tôi sẽ mượn từ bên cái cầu thang hai vế của tôi sang con tiện. Tôi copy nó sang. Và align vào cái bậc thang của mình này. Ok. Chọn chụp x, chọn mắc mắc đi. Ok, các bạn sẽ thấy là cái nó sẽ bắt luôn vào đây. Mình có thể xoay dịch cái này đi một chút. Xoay lại như này. Đấy. Bắt đầu tôi sẽ array cái con tiện này quanh cái trục, làm thao tác giống như vừa rồi. Và mình đã array cái bản thang quanh cái trụ. Tôi sẽ chọn hierarchy và chọn affect pivot only. Và tôi dùng align này vào cái trụ này. Pivot pivot. Ok. Tiếp tục tôi xoay thì tôi lại nhắc lại cái công cụ array một lần nữa. Quy luật thì tương tự, tôi chọn ok luôn. Bạn sẽ có một cái hệ bậc thang nó chạy như thế này. Và đây sẽ là kết quả của chúng ta. Ok.